Chào các bạn nhé, chào các bạn quay trở lại video của mình. Hôm nay trên video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một vườn vải của hộ gia đình chị Nhài và anh Việt ở thôn An Phú 1, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Các bạn thân mến, trong mấy ngày qua và trong mấy video vừa rồi thì mình có gửi tới các bạn hình ảnh video về phiên chợ ở phố Kim thuộc huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, là một trong những chợ mà tiêu thụ lượng vải rất lớn của bà con ở trên huyện Lục Ngạn. Từ bên thôn An Phú 1 và thôn An Phú 2 thì đi qua phố Kim cũng rất chi là gần thôi các bạn ạ. Ở bên này thì theo tìm hiểu của mình, người dân cho biết bên này là thủ phủ của vải thiều luôn các bạn. Khi mà bà con đi tiêu thụ vải từ bên thôn mình đi sang bên phố Kim thì đi qua một cái cầu phao. Cái cầu phao này thì bữa trước ở trong video mình cũng có gửi tới các bạn hình ảnh rồi. Người dân vận chuyển trái vải, trái nông sản của mình làm ra để đem đi tiêu thụ ấy, rất vất vả. Quá trình lên thì thường tăng bo, có người đằng sau phải giữ và du lên. Mỗi một chuyến như vậy thì người dân phải bỏ ra chi phí là 10.000 đồng để hỗ trợ cho người hộ mà đẩy hàng lên bên trên cái dốc của con đê, con sông Lục Nam các bạn ạ. Trên hình ảnh video các bạn đang xem, đây là thôn An Phú nha các bạn, thôn An Phú 1. Trong video thì mình cũng có cả hình ảnh của thôn An Phú 2. Ở trên này thì người dân đa số đất vẫn rất chi là rộng, đất vườn là nhiều và rất rộng các bạn ạ. Cây chủ lực của người dân trên này thì là cây vải, là cây trụ kinh tế chính. Suốt quãng đường đi từ sông Lục Nam đi vào thôn An Phú 1, do người dân giới thiệu bên là hộ gia đình anh Việt năm nay là vải được mùa nhất, nên là mình vào mình có quay một chút hình ảnh để gửi tới các bạn về vườn vải nhà anh Việt, một vườn vải rất năng suất. Như năm ngoái thì vải thiều, kể cả vải sớm vải muộn cũng đều năng suất, nhưng năm nay thì là vải muộn gần như là mất mùa hết. Còn vải sớm thì được tỷ lệ khoảng gỡ 50-60% thôi, đa số là cũng mất mùa. Nên là những hộ gia đình nào mà được mùa 100% thì là rất hiếm, trong đó có hộ gia đình nhà anh Việt nằm một trong số những hộ mà gần như là được 100% vụ vải năm nay. Bí quyết để chăm sóc hay là gì thì mình cũng có hỏi anh Việt, thì anh Việt bảo là cũng vẫn là tự nhiên là nhiều. Trong đó thì anh cũng phun như các hộ gia đình khác thôi, nhưng mà trời cho lộc ai thì người ấy hưởng. Nói vui như vậy thôi các bạn ạ, nhiều khi thì cũng chăm sóc rất chi là mệt đấy, chứ không phải là trời cho lộc, thời tiết là một phần. Nhưng một phần nữa là công con người bỏ ra rất nhiều để được trái vải có mẫu mã đẹp, để bán mà được cái giá thành sản phẩm. Việt Nam mình thì như các bạn biết thì cứ có một cái là cứ được mùa thì mất giá, mà được giá thì lại mất mùa. Nhưng năm nay trái vải thiều mất mùa nhưng mà cũng rất giá rất nặng các bạn ạ. Vải thì thời điểm mình quay có cái clip mình cũng nói rồi, có mẫu thì được 10.000 một ký, 12.000, có mẫu còn có 7.000 các bạn ạ. Nhưng có mẫu thì lại được 35-40.000, tùy có gia đình chăm được cái mẫu mã vải đẹp. Nhưng thường thì vải Thanh Hà được giá hơn các giống vải khác theo tìm hiểu của mình. Thôn An Phú 1 và An Phú 2 thì được bao quanh bởi con sông Lục Nam nha các bạn. Cảnh rất đẹp. Từ trên cao nhìn ra phía xa xa thì các bạn thấy đấy là con sông Lục Nam. Về mùa này nước sông hơi gợn đục một xíu bởi vì là do mùa mưa mà. Ở trên huyện Lục Ngạn này có xã Mỹ An này, tên rất hay nha các bạn. Sau đó thì qua mấy thôn bên này thì cũng tên thôn rất hay. Tới kia là những con đường để bà con đi sang bên qua sông đi sang bên chợ Kim đấy các bạn. Kinh tế của bà con ở trên này theo quan sát của mình cũng như các bạn quan sát ở trên cao thì cũng tương đối là khá giả. Không nói là giàu thì cũng rất khá giả đấy các bạn. Những ngôi nhà rất khang trang, toàn những nhà cao tầng thôi. Nói chung thì bây giờ ở nông thôn miền Bắc mình thì chỉ trừ những vùng sâu vùng xa mình chưa đến thì mình không biết, nhưng mà ở những cái vùng mà mình biết đến mà mình đã quay video các bạn xem thì đa số là kinh tế người dân bây giờ cũng rất ổn định rồi. Không nói là giàu thì cũng tương đối là ổn định về mặt kinh tế so với lại ngày xưa cuộc sống rất khó khăn. Mỗi vùng kinh tế thì phát triển đặc điểm một cái cây kinh tế chủ lực riêng. Như ở dưới Lục Nam mình thì hiện tại bây giờ là cây na là cây chủ lực. Trước đây thì cũng có trồng vải, nhưng mà về sau này vải thì trái vải này chăm sóc không được kỹ và được kỹ thuật như ở trên khu vực Lục Nạn, mà cũng không phải là đất vải không có tiếng, nên là trái vải cũng không được giá lắm, không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay thì
một số hộ gia đình ở dưới Lục Nam này cũng có những cái đồi vải rộng ấy, cũng chặt đi rồi là để trồng cây bạch đàn thay vào đấy là cây bạch đàn. Còn ở những cái ruộng thì bây giờ không trồng lúa nữa mà thay vào đấy thì là những cây na dai, cũng đem lại hiệu quả kinh tế hơn là cây lúa. Đấy, trên hình ảnh video các bạn đang thấy người dân đây được vườn rất chi là rộng mà toàn là cây vải thôi các bạn. Ngoài cây vải ra thì mình không thấy cây gì khác ngoài cây vải, nên là vải thiều Lục Ngạn này là có tiếng ở tỉnh Bắc Giang nói riêng và ở cả nước nói chung rồi. Cho trái vải ăn rất chất lượng, mẫu mã thì đẹp, nhưng có một điều đáng tiếc cho bà con thì năm nay là hoa quả là mất mùa. Không riêng gì quả vải đâu các bạn ạ, nhiều cây ở ngoài miền Bắc mình hiện nay cũng mất mùa, như là quả mít rồi là một số cây cũng thế các bạn, cho ra quả rất kém. Nó đây là do cái thời tiết năm nay thì nó không được ổn định lắm, nó ảnh hưởng lớn đến năng suất của những cây trồng của bà con nông dân. Bây giờ thì mời các bạn cùng mình theo dõi chi tiết video về vườn vải nhà anh Việt và chị Nhà nhé các bạn nhé. Hai vợ chồng anh chị thì rất sảy lời và vui tính. Dạ, mình vâng cũng xin nói với các bạn đây là vườn vải nhà anh Việt và chị Nhà thì nằm ở thôn An Phú 1, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Mời các bạn cùng mình theo dõi chi tiết video các bạn nhé. Lúc này thì đang gặp cảnh người dân đang thu hoạch vải giúp gia đình nhà anh chị đây. Đây là những cây vải gia đình chị Nhà với anh Việt. Anh ấy thì đi bán vải chứ về các bạn ạ. Còn có chị ở nhà thôi. Chị ở nhà mới lại có mấy người anh em họ hàng phụ bẻ vải của ngày hôm nay thôi. Đây là mình quay chi tiết cho các bạn xem cái vườn vải nhà anh ấy. Bây giờ thì mời các bạn theo chân mình đi vào tham quan nhé. Vườn vải nhà anh Việt thì năm nay là được mùa lắm các bạn. Tức là nổi tiếng ở khu vực thôn An Phú 1 là được mùa rồi các bạn. Còn nếu mà nói về độ rộng ấy thì ở đây thì rất nhiều người dân, những hộ dân có những vườn vải rất rộng các bạn, nhưng năm nay có cái là mất mùa thôi. Để mà được quả sai như thế này thì chắc là có đếm trên đầu ngón tay các bạn, trong đó có hộ gia đình nhà anh Việt đây. Đây thì những quả này vẫn còn xanh, chưa được thu hoạch các bạn nhé. Đây các cô đây thì đến nay là... Ôi bà ơi, bà năm nay bao nhiêu tuổi mà bà khỏe thế bà? Ôi, đừng có quay ra vào đấy. Ôi trời ơi bà, nhìn bà phúc hậu thế kia cơ mà. Đấy các bạn, bà năm nay nhìn có tuổi rồi mà bà vẫn khỏe. Hơn thanh niên đấy các bạn, nếu như thanh niên mà cho đi bẻ vải với cái thời tiết mà oi bức thế này thì chắc không chịu nổi đâu. Không đủ nhiệt, nhưng mà bà năm vẫn đi được, con bà cháu được. Dạ. Đấy bà 78 đấy nha các bạn nha đấy. Bà 78 tuổi nhìn bà rất phúc hậu. 78. Vâng. Đây còn đây là vải của gia đình nhà anh Việt đấy. Ơ vải này giống vải u trứng thế nhỉ chị nhỉ? U hồng à. Dạ. Em thì cũng không kinh nghiệm về cái này lắm mà. Vâng. Thế một ngày thế này thì các chị với các cô đây bẻ được khoảng cỡ được mấy tạ ạ? Sáng 2 chuyến mấy tạ rồi đấy. Chắc được 5 tạ. 5 tạ thôi nhỉ, thời tiết này. Đấy nó tùy theo, bán trưa nó sai cơ. 5 tạ là một 4 người à? Buổi sáng đấy, 5 người. 3 đến 5 người. Vừa bẻ vừa buộc nữa chứ nó có phải là cứ bẻ xong rồi để đấy đâu. Này, bẻ xuống cho cuốt lá này, cuốt lá xong lại buộc này. Đấy. Đấy các bạn, với cái thời tiết oi ả này là công việc này vất vả lắm các bạn ạ. Đấy mà giá vải thì năm nay thì cũng không được cao đâu. Mặc dù là vải mất mùa. Vâng, đúng ra là đáng lẽ mất mùa thì được giá đấy, nhưng mà thực ra thì lại hoàn toàn nó lại khác cơ. Vất vả đó. Vâng, quyết trần TV. Còn thằng đái nó sáng nó như quyết trả lên, nhưng mà trả lên là được bao nhiêu? Vâng. Thì phải quyết trần TV. Này có cái chị kia nhìn cứ quen quen, cứ như gặp ở hội xuyên mỡ. Mấy bà này có đi xuyên mỡ không đi? Hôm hội xuyên mỡ gì ấy? Đi chùa Yên Tử thôi. Dạ thế à? Vâng, thế nhưng mà nhìn cứ quen quen. Năm đi năm không. Dạ. Đấy, đây thì các bà bây giờ là nghỉ rồi. Bây giờ các cô với các chị đang nghỉ rồi đúng không ạ? Đấy, sau khi buổi sáng bắt được khoảng 5-6 tạ. Vâng. Đấy, vườn vải nhà anh Việt. Anh Việt với chị Nhài nhỉ, chị nhỉ? Đấy. Năm nay là được mùa nhất ở khu vực thôn An Phú 1 đấy nhỉ chị nhỉ? Nếu mà đếm trên đầu ngón tay thì chỉ có nhà đây là những cái chùm vải đẹp này. Thì nó là chăm sóc có kinh nghiệm hay sao thì cũng không phải là may mắn đâu, nhưng mà chăm sóc là cực kỳ đấy. Vườn nhà tôi như vườn nhà tôi thì ở vườn nhà nhà cậu sai còn nhiều. À thế ạ. Dạ vâng, có cái vườn ở đầu đường vào nhìn rất đẹp đấy. Vui câu lại nhà là rồi ỉa vào nhà Việt nhà. Rồi ỉa vào nồi cơm nhà. Lộc đến nhà anh ấy hưởng. Yeah. Cũng cùng nhau đến mà cạnh nhau mà lại. Vâng.
Ở bên dưới này cũng vườn nhà anh Việt đấy đúng không? Đây vào trong vườn nhà. Nhà nó bắt được. Vâng. Đây mình đi nắng quá, mình đi quay cho các bạn xem một xíu đây. Khu vực này thì vẫn chưa được bẻ. Cái mấy cây này là chưa được bẻ phải không mấy cô? Vâng, nó chưa chín kỹ sao gì ạ? À, đây là cũng được bẻ rồi nhé các bạn nhé. Nhưng mà chưa làm đến. Chưa bẻ đến các bạn, có khả năng chiều hoặc là sáng mai gì đấy. Mát mát trời thì các cô mới bẻ. Đúng rồi, tí nữa là em quay mấy cây thanh hà. Đây mấy cây. Nhà anh Việt thì lại được cái như cây nào cũng có quả các bạn ạ. Chứ không phải là đấy, như cây nào cũng có quả đấy các bạn. 100% luôn ấy. Sai thật ấy. Đây này. Vải đây, vải thanh hà này, vải u này. Nói ngay từ đầu video rồi mình thì cũng không am hiểu về tên loại vải đâu, nhưng mà thấy là mình chỉ biết quay cho các bạn xem về cái những cái vườn vải mà sai, đếm trên đầu ngón tay thôi. Năm nay bởi vì là vải mất mùa. Thì đây hộ gia đình nhà anh Việt chăm sóc rất tốt này, cực kỳ tốt. Đấy, còn cây này thì cũng xanh này các bạn này. Cũng chưa được chín lắm đâu. Đây, khu vực này thì mà lúc nãy mình bay flycam quay trên cao cho các bạn xem rồi đấy. Khu vực này là người dân là đất rất rộng, chủ yếu là vẫn là dành cho đất trồng vải là nhiều, người dân ở vẫn rất thưa các bạn ạ. Đấy, trên này thì là những cây bẻ rồi nhé, nhà anh Việt đã bẻ rồi đấy. Bẻ bán rồi. Rất sai các bạn ạ. Đây là thôn An Phú 1 đấy. Mình đi quay cho các bạn những nhà mà được mùa năm nay thôi, còn đa số là mất mùa. Đây hấp dẫn. Đấy, mình nghe tiếng ông chủ đi bán vải về rồi đấy. Lát nữa bây giờ mình đi xuống gặp ông chủ rồi hỏi xem là hôm nay ông chủ bán em được giá bao nhiêu nha các bạn nhé. Đây là những cây vải anh Việt là đi bán vải về rồi đấy. Chủ vườn ở đây đấy. Anh Việt đây phải không? Ừ. Anh chủ vườn em chào anh nhá. Ừ. Đây em chủ vườn đây các bạn này. Chào trắng. Trời. Đây, đây chào chủ vườn đây, nhìn là chủ vườn ông. Nhưng chủ mà trắng xí ở Lạng Giang à? Em ở dưới chỗ Yên Dũng anh ạ. À, đây dạ vâng. Nhìn ông chủ vườn này đại gia mà nhìn thì không có thịt đâu các bạn ạ. Đại gia là mình cứ tưởng tượng là phải bụng phệ. Đúng rồi. Các thứ nhưng mà đây nhìn thế này thì lại gầy đúng không? Vâng, trái ngược với lại hình ảnh của các vị đại gia khác. Rồi. Đấy, nhà là nhà anh ấy là vườn vải năm nay là được gọi như là đếm trên đầu ngón tay, trong đó có nhà anh ấy là được mùa, còn tất cả là người dân gọi là mất mùa. Đấy. Bây giờ lại đi chuyến nữa đây anh Việt. Ừ, thì là đang bảo là chiều tiếp đoàn là thế hay hơn, giờ anh bận lắm. À, không không, anh cứ bận cái việc của anh thôi. Chứ em cũng đi tranh thủ em quay cho các bạn khán giả thì cả nước mình xem, với lại người dân cả nước xem về cái vụ vải quê hương mình ấy. Anh cứ công việc anh làm. Cứ quay em quảng bá. Dạ vâng, quảng bá vải trái vải thiều ở quê mình. Nên là năm nay khoảng được khoảng bao nhiêu anh Việt, năm nay thì khoảng nếu mà anh ước chừng năm nay thì khoảng bao nhiêu tấn anh? Nói chung là tóm lại như này để uống nước. À vâng anh uống. Anh vừa đi bán vải về thì hơi mệt các bạn, thời tiết nó oi bức ấy, hao nước. Cái trời này thời tiết này thì hao nước lắm đây. Một chuyến thế này thô được khoảng cỡ tạ 6 tạ 7 thôi anh Việt nhỉ? Hai tạ cơ. Chuyến của anh là 2 tạ. Dạ. Nhưng mà chuyến này ít, chuyến này là vâng. Chuyến này nặng chưa? Thế các cô này buổi chiều lại bẻ tiếp chưa? Có khách đặt 6 tạ này bẻ. Ấy là 6 tạ luôn. Vất vả. Thôi vất vả thì trong thời gian ngắn thôi, khoảng cỡ độ nửa tháng nữa thì không đến đấy. Chiều nay là có khách đặt 6 tạ luôn. Vâng các bạn. Đấy nghe chị nói là chiều nay có khách đặt vải nha anh nhé. Thế này em ạ. Mẫu mã rất đẹp. Ở cái tình hình là năm 2024, vâng. 2024 thì thứ nhất là vấn đề là thời tiết, vâng. Lao động rất là khắc nghiệt, dạ. Cực đoan. Thế nhưng mà lục ngạn này cơ bản là lục ngạn riêng mà miền Bắc nói chung từ Đắk Lắk hết lại là cái vải sớm mù hồng vẫn được mùa, dạ. Vẫn được mùa lớn. Vâng.
mỗi vải thiều chính vụ thì là mất. Dạ. Mất thật. Đây là cái vải muộn đấy nhỉ? Là vải thiều chính vụ là mất 99%. Dạ. Còn Thanh Hà vẫn 3-40%. Cái kỹ thuật chăm sóc thế này có của anh so với lại người dân đây nó có khác gì không? Mà nói chung nó dễ lắm, cái này thì anh cũng như dân làng thôi, chẳng gì khó khăn cả. Thế năm nay lộc nhà anh Việt hơi bị nhiều đấy. Cơ bản năm nay anh Việt đây năm nay ai Tết ai xong nhà anh nhỉ? Chúc thế này. Ai chúc Tết anh nhỉ? Có nghĩa là như thế này em ạ. Thì cơ bản thứ nhất là một trời Phật rồi các cụ thương anh. Vâng, bởi vì sao là bọn anh là người lục ngạn nó vất vả lắm. Dạ vâng đúng. Làm nông nghiệp nó quá khó khăn vất vả. Thứ nhất là bây giờ anh nói là đầu ra nó không có. Dạ. Cái toàn bộ là thị trường một là anh Trung Quốc, thứ dạ. hai là miền Nam, vâng. thứ ba là phía Bắc mấy tỉnh. Vâng. Hết xe lạnh Trung Quốc rồi xe lạnh miền Nam và xe nóng ở phía Bắc. Dạ. Thế nhưng mà nói chung là toàn bộ nhờ thị trường hết. Vâng. Bởi vì cái đầu ra nó bấp bênh lắm. Vâng. Cứ được mùa thì lại rớt giá, mất vâng. mùa thì được giá hơn trùng một cân. Dạ vâng. Thế năm nay cũng chỉ độ 15-20, vâng. đẹp nhất là 40. Vâng. Thế này năm 30, nay vườn nhà anh nếu 15. Mà thu hết là được khoảng anh ăn chừng khoảng bao nhiêu tấn? Nói chung là của anh cũng chỉ là vào độ khoảng chừng độ trên dưới độ khoảng chừng trên dưới độ 12 tấn. Thế là nhà anh trên dưới 12 tấn. Trên dưới. Vâng, các bạn ạ, như ai mất mùa thì không biết, thì nhà anh Việt vẫn cứ đều đều thế thôi. Đấy phải nói là nói chung năm nay là nhà anh Việt có lộc. So với năm ngoái là vải rất được mùa, vải kể cả vải muộn anh Việt nhỉ. Năm ngoái phải muộn cũng được. Nói chung là như này em ạ, anh nói như này này. Thực sự nhất là làng Xú rồi là xã Mỹ An của anh ở đây thì nói chung là từ trước đến bây giờ là không còn mất vải. Vâng. Bởi vì sao, bên này nó là thủ phủ đất vải sớm mù hồng. Dạ. Thủ phủ vải sớm mù hồng. Vâng. Mỗi cái là cái giá thành bấp bênh. Dạ vâng. Bởi vì sao là bây giờ đấy thì toàn bộ là vải là nhờ Trung Quốc. Vâng. Thứ hai là nhờ miền Nam thì người bấp bênh lắm em ạ. Vâng. Nó khó khăn. Như các bạn biết thì dân ở đây thì chủ rất là mong là cũng rất là anh giờ tóm lại là người lục ngạn chúng anh bọn anh chỉ rất là mong muốn làm sao là nhà nước có một cái quy hoạch nó bài bản hơn. Dạ. Ví dụ như là vùng nào là trồng vải. Dạ, đúng vùng rồi. Nào trồng cam không. Vùng nào trồng la vâng, vùng nào trồng chanh. Vâng. Như đằng này bây giờ lục ngạn nó cứ tràn lan rồi lục lam rồi Tân Yên rồi nói chung là Hà Tây rồi là Hưng Yên rồi Đắk Lắc vâng. nói chung nó nhiều lắm ti tỉ dạ, ti tỉ vâng, vâng, vâng. Nó cũng vâng. anh bọn anh rất mong muốn làm sao cái này là do nhà nước dạ. là làm sao là một là phải tìm đầu ra. Cái thứ hai là làm sao là phải có một cái quy hoạch bài bản rõ ràng. Dạ, nhưng anh thấy là khó khăn lắm. Vâng, bởi vì vâng. sao là cứ được mùa lại rớt giá thôi em ạ. 5-7 vâng. nghìn khổ lắm. Đúng rồi. Các em phải hình dung rằng là cái người lục ngạn nó tắc đường 5 km, 10 km nó khổ như thế nào. Dạ vâng đúng rồi em cảm nhận. Nó tắc đường nó khổ như thế nào. Dạ, nó vất vả như thế nào. Vâng đúng rồi đúng rồi. Mà vất vả mà khổ không có tiền. Dạ vâng đúng rồi. Anh nói thật. Vâng, vâng. Chị bên kia bán 35, hôm nay vâng. phải bán 23 rồi này. Anh về đây cái mình đây ngoài cây vải ra thì mình có trồng thêm lúa nước hay là gì không ạ, hay là chỉ có trồng một cây vải ạ? Nói chung là người lục ngạn các anh trên này bây giờ đặc thù là vải thiều. Dạ. Cũng nghĩa là cái cây vải thiều lục ngạn thì nó vẫn là cái cây xóa được đói. Dạ. Giảm được nghèo. Vâng. Bền vững, còn nó vâng. thì nó chậm tiến. Dạ vâng, vâng. Nói tóm lại là nó kinh tế phát triển là chậm. Dạ. Thế nhưng mà nó chỉ là gọi là xóa đói giảm nghèo bền vững, tức là nó thay cấy lúa trồng khoai trồng ngô trồng đỗ trồng sắn thôi. Dạ vâng vâng. vâng. Thế thôi. Chứ còn nó chậm tiến. Vâng. Nó chỉ là gọi là xóa được đói, giảm được nghèo bền vững. Vâng. Thế thôi. Vâng. Vâng. Đấy cái như các bạn biết đấy thì người dân lục ngạn chủ yếu trồng cây vải thôi. Thay đổi kinh tế hay không thì trồng một chờ cây vải rất nhiều, bởi vì là từ cái thôn An Phú mình chạy vào đây thì không gặp cánh đồng nào trồng lúa của bà con đâu, nên là mình biết là 90% là bà con trồng một cái cây công nghiệp là cây vải này. Đấy vải mà cái các bạn biết thì cái vải cứ năm nào được mùa thì lại mất giá. Nó cái nghịch cảnh của bà con nông dân là rất vất vả là như vậy. Đấy, nhưng mà năm nay lại có một cái nữa là mất mùa cũng mất giá cơ các bạn. Đúng rồi. Thật sự luôn. Thì rất buồn cho bà con ở trên mất này mùa, là nhiều khi là giá lắm. Chăm sóc được cái quả vải rất đẹp như thế này nhưng mà sang bán nhiều khi là 12 đến 15 chẳng hạn như thế. Cực kỳ vất vả. 23. Vâng, đây là vải nhà anh Việt thì cũng được giá một xíu đấy các bạn. Cái này 3, chuyến thứ hai được 20. Vâng, đấy. Cái giảm giá dần theo ngày. Đầu tiên thì là 23. Vâng. Đấy. À, bây giờ là nắng quá rồi nên là các cô đây các chị đây cũng nghỉ rồi, buổi chiều lại tiếp tục công việc của mình là bẻ vải để hộ nhà gia đình anh Việt nha các bạn nhé. À, thì video của mình đến đây cũng kết thúc rồi, cảm ơn anh Việt rất nhiều nhá. Rồi, đây rồi. Là ông chú đây, chúc anh sức khỏe nhá. Rồi rồi, rồi. Rồi cảm ơn nhá, cảm ơn đoàn. Dạ vâng 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 cảm ơn em. Dạ, vâng. Sao bạn không về cái vườn nhà cho quay nó xoay quay đền nữa đây.